Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hiện nay, tỷ lệ xe mô tô, xe gắn máy không đảm bảo các điều kiện kỹ thuật an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ chiếm khá cao. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý đối với lỗi này. Các điều kiện kỹ thuật trên xe mô tô thường vi phạm như không gương chiếu hậu, thay đổi kết cấu, hình dạng, xe không đề, thắng, nhanh chưa đảm bảo. Đội cảnh sát giao thông trật tự, công an các huyện thường xuyên phát hiện số lượng phương tiện vi phạm chiếm khá cao. Trung bình lực lượng kiểm soát ngẫu nhiên khoảng 20 phương tiện xe mô tô thì có từ 2 đến 3 phương tiện vi phạm. Trong đó, tỷ lệ vi phạm cao nhất là không có gương chiếu hậu phía bên trái. Đa phần các xe khi tiến hành kiểm tra về các điều kiện đảm bảo an toàn đều bị vi phạm không đủ điều kiện tham gia giao thông. Đặc biệt là các loại xe có kết cấu không bền vững, mau hư hỏng mà chủ phương tiện chưa ý thức về việc sửa chữa theo định kỳ. Đối với các lỗi này sẽ lập biên bản xử lý vi phạm theo đúng quy định của luật giao thông đường bộ đã ban hành. Một trong những biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực để giảm thiểu tai nạn là tăng cường kiểm tra các điều kiện kỹ thuật an toàn trên xe. Mỗi người khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nên ý thức rằng việc kiểm tra, sửa chữa, thay mới các thiết bị an toàn trên xe chính là để bảo vệ tài sản, tính mạng cho riêng mình và những người xung quanh. Sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua, tại hội trường VNPT Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh năm 2023. Hội thi diễn ra trong một ngày với hai phần thi lớn là vẽ tranh cá nhân và tập thể, cổ động tuyên truyền cùng phần thi trắc nghiệm kiến thức an toàn giao thông dành cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở. Đối với khối học sinh trung học phổ thông là phần thi tác phẩm hùng biện do chính các em là người viết kịch bản tham gia diễn xuất. Có hơn 120 thí sinh là học sinh thuộc 10 trường trung học phổ thông gồm Đầm Dơi, Phan Ngọc Hiển, Ngọc Hiển, Thới Bình, U Minh, chuyên Phan Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, Lý Văn Lâm, Cái Nước và Phú Tân tham gia. Theo đó, các thí sinh trình bày phần thi là các tiểu phẩm với các nội dung tuyên truyền như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và gây tai nạn giao thông, không vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, không đua xe trái phép và không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, Ngọc Hoàng Chi Hành. Hậu quả sau cuộc vui, luật giao thông khi rẽ trái, văn hóa giao thông, ứng xử văn hóa giao thông, lỗi tại điện thoại hay lỗi từ ý thức. Hội thi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, những tiểu phẩm, những câu hò, câu dè, những bức tranh cổ động và tình huống giao thông rất thực tế, giúp những bài học về an toàn giao thông trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, hứa hẹn mang đến những thông điệp sinh động trong công tác tuyên truyền và lan tỏa trong xã hội. Mỗi người chúng ta cần phải biết luật giao thông và ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông, chấp hành những quy định khi tham gia giao thông để hạn chế thấp nhất sự rủi ro, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc cho mỗi người và mỗi nhà. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, việc trang bị những kiến thức về an toàn giao thông, giáo dục ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn giao thông là điều rất cần thiết. Để những kiến thức đó thực sự có ý nghĩa, tác dụng thực tế với cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo sự lan tỏa rộng rãi cho cộng đồng, thì việc tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong trường học là rất quan trọng và cần thiết. Hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2023 với mục đích nâng cao kiến thức an toàn giao thông trong tuổi trẻ học đường. Qua đó, cũng để cho mỗi thí sinh tìm hiểu thêm về kiến thức an toàn giao thông các cấp học sinh trên địa bàn tỉnh, giúp cho các em lưu thông an toàn trên những tuyến đường đến trường. Thông qua hội thi, ban tổ chức cũng mong muốn gửi thông điệp về giáo dục ý thức chấp hành giao thông khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tạo thành hành vi, ý thức tự giác và cần có sự chung tay giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Cùng với đó là tấm gương của người lớn, thầy cô giáo để cho các em học sinh noi theo và chấp hành tốt các quy định, quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.
Cảm nhận thì cái hội thi này rất ý nghĩa về mặt cho con tìm hiểu về kiến thức về an toàn giao thông cũng như là về các kỹ năng trong cái việc ứng phó khi ở ngoài xã hội, đặc biệt là trên khi mà sử dụng phương tiện giao thông. Đó là điều mà thanh niên Việt Nam đang thiếu sót. Họ chỉ sử dụng xe một cách bản năng của mình là được tập luyện bởi gia đình, chứ họ không có tìm hiểu kỹ về kỹ năng cũng như là luật. Thành ra là có nhiều cái trường hợp là sẽ gây ra là tai nạn giao thông, đây đến những cái thương tiếc mà không ai mong muốn. Hội thi này khá là ý nghĩa đối với tụi con, tại vì lứa tuổi học sinh thì tham gia an toàn giao thông thì cũng đôi lúc thì cũng sai sót rất nhiều, nên là hội thi này giúp cho tụi con hiểu thêm về những điều luật cũng như là tham gia an toàn giao thông đúng hơn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 23 giải khuyến khích, 18 giải ba, 6 giải nhì và 6 giải nhất cho các tập thể và cá nhân tham gia thi ở các nội dung gồm vẽ tranh cá nhân, vẽ tranh tập thể cấp tiểu học, vẽ tranh tập thể cấp trung học cơ sở, thi kiến thức cấp trung học phổ thông và phần thi sân khấu hóa. Trao 6 giải khuyến khích, 1 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất toàn đoàn cho khối trung học phổ thông. Trao giải ba, giải nhì và giải nhất toàn đoàn cho khối phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố Cà Mau. Trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2024 sắp tới, cũng nằm trong thời gian thực hiện cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm thiết lập trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho sự kiện Festival Tôn Cà Mau đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Công an huyện Cái Nước tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Từ đầu năm 2023 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Cái Nước tiến hành tuần tra kiểm soát đường bộ 3.366 ca, có gần 19.000 cán bộ chiến sĩ tham gia và phát hiện gần 5.000 trường hợp vi phạm, trong đó có 301 người vi phạm điều khiển xe ô tô, tạm giữ hơn 2.100 phương tiện các loại. Lực lượng đã tiến hành xử phạt 4.587 trường hợp, trong đó có 295 xe ô tô, với số tiền gần 6,3 tỷ đồng và tước 296 giấy phép lái xe. Các lỗi vi phạm bị xử lý gồm người điều khiển xe gắn máy dưới 50cc chưa đủ 16 tuổi, người điều khiển xe gắn máy trên 50cc chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm kém chất lượng hay đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy cách, chạy xe lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, dừng đỗ phương tiện sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định. Tập trung xử lý các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như là điều khiển phương tiện trên đường trong hơi thở có nồng độ cồn, điều khiển phương tiện là chạy quá tốc độ quy định, điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng trên đường bộ, các hành vi là tụ tập đông người tại các cái khu vực phức tạp. Xác định lỗi chạy quá tốc độ là một trong những lỗi thuộc nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, nên lực lượng tăng cường xử lý vi phạm đối với lỗi này. Mức phạt xe mô tô chạy quá tốc độ tại Nghị định 123 của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến 10 km/h. Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Vào lúc 8 giờ 59 phút ngày 8 tháng 12 năm 2023, trên tuyến lộ thuộc ấp Láng Tượng, xã Tân Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn điều khiển xe mô tô 69L109416 vi phạm, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, quy định tại điểm C khoảng 2 điều 6. Cụ thể là mình 57-50 km/h ha. Hiện tại thì tổ công tác tiến hành tạm giữ một giấy phép lái xe hạng A1. Trong thời gian này, đội cảnh sát giao thông trật tự huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông theo hình thức đóng chốt cố định, kết hợp tuần tra lưu động và kể cả thời điểm ban đêm. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với những người trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đội cảnh sát giao thông cũng đã triển khai kế hoạch của và ban chỉ huy công an huyện đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị, đồng thời là áp dụng
biện pháp, hình thức tuần tra phù hợp nhằm khép kín địa bàn. Là hàng ngày là đội bố trí là 3 tổ tuần tra kiểm soát, tập trung các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp sự kiện Festival Tôm Cà Mau và Tết Dương lịch 2024 sắp tới, nhằm nâng cao ý thức điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng luật, hạn chế tối đa xảy ra va chạm và tai nạn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và các phương tiện tham gia giao thông trên đường. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nguy hiểm là nguyên nhân dẫn đến va chạm tai nạn giao thông. Không còn cảnh trơn trượt lầy lội vào mùa mưa hay qua sông phải lụy đò, ở huyện Ngọc Hiển nhiều tuyến đường liên ấp liên khóm được trải bê tông khang trang rộng rãi. Trên con đường mới, niềm vui như nối dài thêm bởi người dân lưu thông giao thương thuận tiện, hoa kiển đua nhau khoe sắc tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc. Trước đây, đường đến trường của học sinh và việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân ấp đường kéo, Vinh Củ, Cải Lá, xã Tam Giang Tây hết sức khó khăn bởi phụ thuộc hoàn toàn vào đường thủy theo con nước triều lên xuống. Sau nhiều năm mong chờ, giữa năm 2022, con lộ bê tông thẳng tắp rộng 3 mét kéo dài khoảng 7 km, nối liền 3 ấp được thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng, khiến người dân nơi đây vô cùng phấn khởi. Hồi năm trước thì lộ đất mà có được cũng năm ngoài nay là đi cũng khỏe. Không có sình bùng như hồi đó. Rồi mà lặng thì xe cộ đâu không có vô đi buôn bán. Bây giờ thì xe chạy tới nhà. Rồi mình thì ví dụ như có này kia thì mình cũng đi bán nó cũng dễ hơn. Mình khỏi đón xuồng như hồi đó. Hồi đó phải đón xuồng xuống sông rồi bán nữa. Dân cũng phấn khởi. Rồi con em rồi đi học rồi cũng thuận tiện. Cái thứ hai nữa là nhà nước cũng phát động để trồng qua rồi theo tuyến đường này cho nó đẹp. Rồi cái phần nữa là dân nó ngay nói chung ở đây nó cũng có ý thức. Thì dài dài đây cô bác này phát động thì ai nói chung thì ai cũng đồng lòng trồng bông rồi theo tuyến đường cho đẹp á. Vậy cho đi dùm thấy cho có cái cảnh quan nào. Lên được cái đồng thông mới, chuẩn bị lên thông mới nè. Từ ngày có lộ, người dân trên tuyến yên tâm phấn khởi làm ăn, mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế mới. Việc vận chuyển hàng hóa được rút ngắn đoạn đường và thời gian so với trước. Thương lái đến tận nơi để thu mua sản phẩm, nông dân không còn phải lo lắng về việc vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ vừa vất vả mà lợi nhuận không cao. Cũng từ ngày có lộ, người người nhà nhà thi đua trồng hàng rào cây xanh qua kiển tô điểm cho làng quê thêm rực rỡ, tiến gần tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì lúc trước ở đây không có lộ á, rồi thấy nhà nước đầu tư lộ nè, rồi mình thấy trồng múc đầu trồng có 1-2 cây à, rồi thấy sao sắc sáng ra nó đẹp, rồi cái mình dắt sáng như vụ sáng sớm á, đi rảnh tới đâu đi như tập thể dục nè, thấy cỏ tới đâu nhổ tới đó, rồi mình mát mát và mình thấy bông này bên kia ở đâu á, mình xin về á, rồi mình trồng dài dài, rồi sáng sớm ra thấy bông nó rộ, thấy nó thốn mát, kiểu như phấn khởi cho trong cơ thể mình á. Còn cho cô bác chạy qua chạy lại ta ngắm cái hen cũng nhiều. Xác định phát triển giao thông là nhiệm vụ quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nên từ khi chia tách đến nay, huyện Ngọc Hiển ưu tiên nguồn lực để xây dựng. Hiện 100% xã thị trấn của huyện có đường ô tô về tới trung tâm. Trục đường ấp liên ấp trục xóm nhánh hơn 830 km cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương bằng đường bộ của người dân. Có lộ, chính quyền địa phương ra sức vận động khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, qua đó tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, mang lại giá trị kinh tế, nâng cao mức sống người dân, tiến gần tới mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chuyên đề an toàn giao thông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại chuyên đề kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.